Tôi xin cảm ơn CBJ đã tranh đấu cho tự do của tôi. Cảm ơn chính phủ và đất nước Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay nhân ái đối với gia đình chúng tôi. Bây giờ, tôi đã tìm thấy được hơi thở của tự do, nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi không tìm thấy được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong tôi. Bởi vì đi tìm tự do cho riêng bản thân mình ở ngoài đất nước Việt Nam chưa bao giờ là mục tiêu, là khát vọng của tôi. Tôi vẫn luôn mơ ước và tranh đấu để cùng 90 triệu công dân Việt Nam được sống tự do, có quyền làm người, được tôn trọng, được bảo vệ và có toàn quyền quyết định vận mạng của đất nước. Vừa rồi là lời phát biểu của blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nữ tù nhân lương tâm với bản án 10 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam, vừa được chính quyền Hà Nội trả tự do và tống xuất sang Hoa Kỳ sau hơn 2 năm bị giam giữ, là một trong năm nữ nhà báo được Ủy ban Bảo vệ Ký giả CBJ trao giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế năm 2018. Chia sẻ với AFA trước khi nhận lãnh giải thưởng vinh danh những nhà báo can trường trong năm nay, blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói rằng: Quỳnh nghĩ là giải thưởng này nó sẽ không thay đổi cuộc sống của Quỳnh, nó chỉ góp phần cho Quỳnh đưa tiếng nói mình đi xa hơn đến với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ các bạn, các thành viên mạng lưới blogger Việt Nam có thể hoàn tất được cái mục tiêu tự do cho Việt Nam. Cùng nhận giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế của CBJ trong năm 2018 còn có nữ nhà báo Aman Habani, người Sudan. Bà bị chính quyền Sudan bắt giữ tổng cộng 15 lần trong suốt 10 năm qua do những bản tin mà bà đưa về các cuộc biểu tình của dân chúng Sudan cũng như những việc làm sai trái của giới chức chính quyền Sudan. Nữ phóng viên Luzmeli Reyes ở Venezuela đã làm công việc truyền thông không mệt mỏi trong suốt 25 năm dưới điều kiện nguy hiểm như bị đe dọa và tấn công khi quốc gia Nam Mỹ này bị khủng hoảng về chính trị, kinh tế và nhân quyền. Nữ nhà báo Anastasia Stanko, người Ukraine, đã rất can đảm trong công việc chuyển tải thông tin về chiến tranh ở khu vực Crimea và cuộc chiến tham nhũng ở quốc gia của bà. Nữ phóng viên Anastasia Stanko vẫn đang miệt mài đưa tin về cảnh sát và cơ quan an ninh Ukraine vi phạm nhân quyền ở khu vực chiến sự Crimea. Và ứng viên cuối cùng của giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế năm 2018 của CBJ là Tổng Giám đốc Điều hành và Tổng Biên tập Tạp chí Rappler, một trang báo mạng online ở Philippines ra đời vào năm 2012, chuyên tập trung đưa tin liên quan về những chính sách và hành động gây tranh cãi của Tổng thống Rodrigo Duterte. Họ, năm nữ nhà báo đến từ châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Âu và châu Á này, dù những thông tin, những câu chuyện họ chuyển tải đến công luận tuy khác nhau, nhưng họ có cùng một lý tưởng là thực hiện công việc của một nhà báo chân chính. Bên cạnh những người có thể tham dự buổi lễ vinh danh của CBJ dành cho họ, còn có những nhà báo đến nhận giải Tự do Báo chí Quốc tế của CBJ tại các buổi lễ trao giải những năm sau, như nhà báo Ahmed Appa bị cầm tù ở Cameroon, nhà làm phim tài liệu Don Duc Wan Chen, người Tây Tạng bị chính quyền Trung Quốc bắt giam và tuyên án 6 năm tù, hay tù nhân lương tâm, blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải bị tuyên án 12 năm tù giam dưới tội danh tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Nhưng thật không may mắn như những nhà báo được nêu tên tại buổi lễ trao giải Tự do Báo chí Quốc tế năm 2018 của CBJ, 45 nhà báo bị giết chết trong năm 2018, và từ năm 1992 cho đến năm nay, CBJ ghi nhận có đến 1.324 nhà báo bị giết hại trên toàn thế giới, và tỷ lệ này ngày càng gia tăng. Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế của CBJ diễn ra hàng năm bắt đầu từ năm 1991, nhằm mục đích gióng lên hồi chuông báo động tình trạng nhà báo bị bách hại trên toàn cầu. Đại diện của CBJ nhấn mạnh tại buổi lễ trao giải năm 2018 rằng Ủy ban Bảo vệ Ký giả luôn đồng hành cùng các nhà báo bị cầm tù.
Và thông điệp chính của năm nữ nhà báo nhận giải thưởng tự do báo chí quốc tế của CBJ năm 2018 rằng giải thưởng này không phải dành cho họ, mà để ghi nhớ và vinh danh tất cả những ai làm truyền thông và các nhà báo công dân trên truyền thông mạng xã hội. Hãy nhớ rằng tiếng nói của tất cả mọi người vì lẽ thật và sự công bằng sẽ được vang xa trên thế giới và sẽ được lắng nghe. Cũng nhân cơ hội này để kêu gọi mọi người mang ánh sáng công lý đến cho một người mẹ Việt Nam dũng cảm khác có hai con nhỏ, đó là blogger Trần Thị Nga. Hôm 20 tháng 10 tại khách sạn Grand Hyatt, thành phố New York, Hoa Kỳ đã diễn ra lễ trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế năm 2018 do Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ tổ chức. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nấm, chính là một trong bốn cá nhân vinh dự nhận được giải thưởng danh giá này. Xuất hiện trong buổi lễ trao giải với bộ áo dài màu tím, nhà tranh đấu cho tự do dân chủ của Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của các quan khách đến tham dự sự kiện. Một phần bởi chị là người châu Á duy nhất nhận được giải thưởng tự do báo chí quốc tế trong năm nay. Và hơn thế nữa, khi giải thưởng được công bố vào tháng 6 năm 2018, có lẽ ít ai nghĩ rằng chị có thể tới New York để nhận giải. Bởi chỉ cách đây vài tháng, Ngọc Như Quỳnh vẫn còn đang thi hành án tù 10 năm với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Chia sẻ cảm xúc với phóng viên VOA, chị Quỳnh cho biết. Vui và buồn. Tại sao lại buồn? Vui vì ít nhất thì bây giờ cộng đồng quốc tế cũng đã ghi nhận những nỗ lực của Quỳnh hay là của tất cả các anh chị em mạng lưới blogger Việt Nam khác khi có cái giải thưởng tự do báo chí năm 2018 này. Nhưng mà buồn vì tự do để cái mục đích cuối cùng của Quỳnh không phải là có hít thở không khí tự do nhưng mà lại sống xa quê hương như thế này thì vui nhưng mà buồn. Kể từ khi đặt chân xuống Hoa Kỳ, blogger mẹ nấm đã dành hết thời gian cho những chuyến tiếp xúc với chính quyền và báo giới nước này, giữ lời hứa sẽ không lãng thinh để thế giới biết đến nhiều hơn tình trạng vi phạm nhân quyền, tự do báo chí tại Việt Nam. Chị Đặng Thị Thanh Chi, một người đồng hành với mẹ nấm trong suốt khoảng thời gian vừa qua tại Mỹ cho biết. Trong suốt một tuần lễ, mẹ nấm đã phải tuy là vẫn còn rất là mệt, nhưng đã cố gắng để vào quốc hội gặp rất là nhiều những thượng nghị sĩ, cũng như là Homeland Human Rights Commission, và cũng như là một số những cái cơ quan nhân quyền quốc tế khác. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã có hai buổi gặp với mẹ nấm để chị lên tiếng vận động cho chị Trần Thị Nga và hai đứa con còn đang kẹt ở bên quê nhà. Ngay cả trong bài phát biểu lúc nhận giải, mẹ nấm cũng đã dành một phần thời lượng để kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến trường hợp của chị Trần Thị Nga, một tù nhân lương tâm đang chịu án 9 năm tù tại Việt Nam. Tôi cũng nhân cơ hội này để kêu gọi mọi người mang ánh sáng công lý đến cho một người mẹ Việt Nam dũng cảm khác có hai con nhỏ, đó là blogger Trần Thị Nga. Cô bị kết án 9 năm tù vì tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Hãy ủng hộ chúng tôi trong nỗ lực giành lại tự do cho người phụ nữ can đảm này. Trước đây, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã từng nhận được giải Helmut Hamet năm 2010, giải thưởng người bảo vệ quyền dân sự của tổ chức Civil Rights Defenders năm 2015 và gần đây nhất là giải thưởng phụ nữ can đảm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người phụ nữ này được lên sân khấu nhận một giải thưởng dành cho mình. Quỳnh nghĩ là giải thưởng này nó sẽ không thay đổi cuộc sống của Quỳnh, nó chỉ góp phần cho Quỳnh đưa tiếng nói mình đi xa hơn đến với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ các bạn, các thành viên mạng lưới blogger Việt Nam có thể hoàn tất được cái mục tiêu tự do cho Việt Nam. Giải thưởng tự do báo chí quốc tế thường niên được CPJ trao tặng cho những nhà báo đã và đang phải đối diện với các hành động pháp lý, bị tấn công thân thể, bị đe dọa và bị bắt bớ để trả thù vì những việc làm của họ. Năm nay, bên cạnh mẹ nấm, giải tự do báo chí quốc tế 2018 còn được trao cho nhà báo Luz Meli Reyes đến từ Venezuela, nhà báo Anastasia Stanko đến từ Ukraine và nhà báo Aman Khalifa Idris Habani đến từ Sudan.
tôi xin chân thành cảm ơn The Committee to Protect Journalists đã chọn tôi là một trong những người được giải thưởng tự do báo chí năm 2009. Sorry, năm 2018. Tự do, nếu đi tìm một nơi nào đó trên trái đất này để làm biểu tượng cho tự do thì không nơi nào xứng đáng hơn là ngay chính tại thành phố New York này. Nơi đây tôi đã tìm thấy chính tôi trong dòng chữ được khắc lên cách đây hơn một thế kỷ. Give me your tired, your poor, your hatred, massive yearning to breathe. Tôi xin cảm ơn CBJ đã tranh đấu cho tự do của tôi. Cảm ơn chính phủ và đất nước Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay nhân ái đối với gia đình chúng tôi. Bây giờ, tôi đã tìm thấy được hơi thở của tự do, nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi không tìm thấy được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong tôi. Bởi vì đi tìm tự do cho riêng bản thân mình ở ngoài đất nước Việt Nam chưa bao giờ là mục tiêu, là khát vọng của tôi. Tôi vẫn luôn mơ ước và tranh đấu để cùng 90 triệu công dân Việt Nam được sống tự do, có quyền làm người, được tôn trọng, được bảo vệ và có toàn quyền quyết định vận mạng của đất nước. Tự do của tôi ngày hôm nay có được là do những nỗ lực không mệt mỏi và đóng góp của nhiều bạn bè và cá nhân. Tự do mới tìm thấy này chỉ có ý nghĩa nếu tôi sử dụng nó như là tiếng nói của 90 triệu người dân đang bị áp bức tại Việt Nam. Do đó, con đường tự do cho Việt Nam của tôi sẽ tiếp tục dù tôi sống ở bất kỳ quốc gia nào. Tôi cũng nhân cơ hội này để kêu gọi mọi người mang ánh sáng công lý đến cho một người mẹ Việt Nam dũng cảm khác có hai con nhỏ, đó là blogger Trần Thị Nga. Cô bị kết án 9 năm tù vì tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Hãy ủng hộ chúng tôi trong nỗ lực giành lại tự do cho người phụ nữ can đảm này. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì sự công nhận và ủng hộ quý vị đã trao tặng cho tôi giải thưởng này. Thank you everyone. And with this next introduction, my work this evening is done. This has been a beautiful evening, and it has been my honor.